Xin chào mọi người, mình là Trần Chí Tâm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách chơi bài được nhiều tụ nha mọi người ha. Tại vì những cái video kia mọi người cứ hỏi mình là cách này làm được 5 nhà, 6 nhà hoặc 7 nhà hay không. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách được chơi được nhiều tụ. Thì cái cách này nó cũng rất là lâu rồi, nhưng mà có người xem rồi có người chưa, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn ha. Thì đây là một bộ bài rất là bình thường. Đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ chẻo bài lên cho mọi người coi. Thì trước tiên mình sẽ làm mẫu trước 4 nhà. Rồi sau đó mình sẽ làm dần dần lên 5 nhà, 6 nhà, 7 nhà, 8 nhà. Có thể 10 nhà hoặc 12 nhà ha. Đó, mình sẽ làm trước cho mọi người xem ha. Đó. Trong khi mình xào bài đơn giản như bình thường vậy thì sẽ cắt bài ra. Thì mình sẽ chia 4 nhà cho mọi người xem. Đây. Bài của mình là ba hàng tay, mà đặc biệt là ba hàng bồi. Đây. Thì mình sẽ lấy ba hàng bồi này làm mẫu cho mọi người xem luôn ha mọi người ha. Đây ba hàng bồi ha. Thì ba hàng bồi này mình sẽ làm tượng trưng làm mẫu cho mọi người xem. Mình sẽ để lên đầu. Bây giờ mình tiếp tục. Mình sẽ đánh lên nhiều nhà đi. 7 nhà nha mọi người ha ha. Ha. Đó. Thì cái công thức này nó rất đơn giản, nhưng mà mình thấy thì nó cũng hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại cũng lâu rồi mình không có làm những cái clip mà hướng dẫn đánh bài cho mọi người. Mình cũng sợ mọi người buồn, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cái công thức cũ mà mình đã hướng dẫn. Mình biết là có rất là nhiều người chưa xem được ha. Bây giờ mình sẽ để ngửa lên cho mọi người xem, mọi người có đón được hay không ha. Bây giờ mình sẽ làm 10 tụ đi ha. Đó, trong khi mình xào bài vậy. Cắt ra, đó, dẫn ngay con bội 10 tụ nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Đây. Đó, nó sẽ quay lại ba con bò nha mọi người. Thì theo như mình nghĩ chỉ có công thức này mới đánh được hết bộ bài trong 17 tụ thôi. 17 đánh 17 tụ bài trong bài cào chỉ có công thức mình đang làm mới làm được thôi ha. Nếu mọi người nào thấy hay thì hãy like cái video này của mình giúp mình ha. Ai chưa đăng ký kênh theo dõi mình thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái clip của mình. Nói chung là clip nào cũng có hết. Đó. Thì làm như thế nào giờ mình hướng dẫn mọi người. Thì mình cần lấy cái gì thì mình phải có ba con bài đó ha. Mình tượng trưng cho mọi người là ba con bồi đi. Thì ba con bài mọi người lấy thì lúc nào cũng phải để lên đầu của bài hết. Đây, mình sẽ lấy ngửa lên cho mọi người dễ coi ha. Đó. Ba con bài mình cần thì lúc nào cũng phải nằm trên đầu. Đó, nó rất đơn giản, nó không nằm đâu hết, nó sẽ nằm trên đầu. Thì mình sẽ làm dấu ô bài ha, làm ngắn luôn á, làm cho người ta kinh ngay ha mọi người ha. Đó, thì trong những cái clip của mình làm dấu để cho người khác kinh ngay thì có rồi đó, tạo thất bài gì đó mọi người vô kênh xem, mình cũng không nhớ đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bốn tụ, cái công thức bốn tụ, rồi mọi người tự nhân cấp nó lên, kiểu như là mình quy nó ra cao cao lên ha. Thì ba lá bài mình cần nằm ở trên mặt. Bây giờ mình sẽ làm dấu ô bài trước khi mà mình xào nha, để chút cho nó dễ. Thì trước tiên mình phải xào hai lá bồi xuống để dưới đít đó. Thì nó sẽ như vậy, hai lá dưới đít, một lá trên đó. Thì nó sẽ như vậy nè đó. Thì mình sẽ lần thứ nhất mình sẽ xào một lá trên lá dưới xuống luôn, kẹp một lá bồi trên bồi dưới xuống đó, là ra hai lá bồi. Ví dụ như đánh bốn nhà là mình với ba người ta em đúng không, mình xào xuống ba lá là ba người ta em á, 1 2 3 đó, mình chập lên đó, mình kẹp thêm một lần nữa giống như vậy, kẹp lá trên lá dưới xuống đó. Thì lần này
ba người ta ăn thì mình chỉ xào hai lá thôi, lần thứ hai thì nó sẽ giật lại lá chồng lên đó. Thì mọi người thấy cái xốp ở dưới đây á, nó là như vậy nè đó đó, một lá mình ba lá tem, một lá mình ba lá tem, với cộng theo cái ngắn của mình xào nữa thì nó sẽ, cái ngắn nó sẽ nằm ở dưới đây nha mọi người ha. Mình sẽ xào cho nó lên giữa phần bộ bài đó, tại vì người ta kinh bài người ta ưa bóc ngang hông lắm, người ta sẽ bóc chính giữa chứ mình không ai mà bóc tới đáy hay là bóc ở trên này ít đâu, nên mình sẽ xào cái ngắn nó lên chính giữa bài ha. Thì mình cắt bài ra nó sẽ ngay cái khớp của mình hồi nãy, thì mình sẽ chia ra như vậy đó, thì nó sẽ quay lại đúng không. Thì mình làm dấu lần thứ nhất thì cái dấu nó sẽ còn ở đây nha mọi người ha. Thí dụ như mình đánh bốn nhà thì cái dấu bài nó sẽ còn ở đây, thì mình không gom trực tiếp, mình không để lên, không có để ba con này lên đây hết. Thí dụ như mình gom bình thường vậy ha, bình thường vậy đó, thì tới ba con này mình gom một con lên thôi, còn hai con mình bỏ hẳn nó dưới đây luôn, khỏi mất công xào ha. Thì giống như hồi nãy vậy nè, mình kẹp xuống một lần xào tem. Thí dụ như bàn này năm nhà đi thì tem bốn nhà, một nhà cái đúng không, xào bốn lá tem nè, một hai ba bốn, chập bài lên không làm dấu gì hết. Kẹp lần thứ hai, lần này thì ít hơn hồi nãy một lá nha, là xà ba lá, một hai ba chập lên đó. Rồi cái ngắn nó đang nằm dưới, mình xào cho nó lên chính giữa bộ bài, bỏ xuống cho người chơi kinh gà. Đây đó, mọi người nào thấy hay thì hãy like cái video của mình ha. Có gì thắc mắc thì hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời và tư vấn thêm cho mọi người. Thì bao nhiêu nhà cũng vậy hết, nhưng mà lại đây một cái là mình làm một cái dấu mà mình xài được hoài. Ví dụ bàn này mình không muốn lấy ba con bò nữa, mình lấy bò đầm già đúng không, rất đơn giản. Thì mình gom những cái lá bài không cần thiết lại nè đó không đó, mình chừa bò đầm già lại, thấy không, chưa bò già lại, mình gom cho con già nó lên đây, hai con này mình bỏ nó dưới đây đó, bỏ sao mà cho người ta đừng để ý là được rồi đó. Tiếp tục mình làm sáu nhà thì mình kẹp lần đầu lá trên lá dưới, xong mình xào năm tem, một hai ba bốn năm tem chập lên. Kẹp lần thứ hai thì ít hơn lần đầu một lá, xào bốn lá, một hai ba bốn, xào vài cái nữa cho nó lên phần giữa vài ha đó, bỏ xuống người chơi kinh ra. 6 tụ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình chỉ làm dấu một lần trong trong cái người trong cái cuộc chơi nha mọi người, nhưng mà mình sẽ chơi được hoài, được hoài, được hoài tất cả. Có thể mình chơi được mười mấy ván, nhưng mà chỉ khi nào người ta xào chẻ, người ta chẻ bài á, xào chẻ mình mới mắc thôi. Còn thật ra nếu mà cứ để vậy, mình xào cho ta kinh thì mình chơi chừng nào người ta chẻ mình mới mắc cái dấu nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người coi một lần nữa. Đó, rất là đơn giản. Thí dụ như không cần phải lấy những con bài này, thí dụ mình giờ mình thấy nè, thấy không? Thí dụ mình lấy chín nút đi. Đó thì mình gom hai lá hai lá bảy trước này, rồi cầm cái này lên. Đó mình gom lá những cái lá này lên cuối cùng. Thì mình sẽ canh lá tây nó nằm trên nữa. Đó, nó là chín nút rồi. Ví dụ bây giờ mình xào 10 nhà cho mọi người, 8 nhà thôi cho mọi người coi nha. Nè, cái kẹp thứ nhất kẹp ra thì 8 nhà chắc chắn là một người làm cái và 7 người tem. Mình xào 7 lá xuống, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chập lên. Thì cái kẹp thứ hai xào ra, kẹp ra cái lá trên ra dưới tiếp. Lần này thì mình xào ít hơn hồi nãy lần một lá, là xào nãy mình xào 7, giờ mình xào 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chập lên. Đó, xào cho cái ngắn nó lên giữa bộ bài, bỏ xuống cắt bài đúng không, một con bò gì nếu mình lấy bài gì ta, nếu mình lấy chín nút chứ quên. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần cho mọi người coi nữa. À, thì công thức nó rất đơn giản, mọi người ai hiểu được cái làm được liền à. Ví dụ như ba con mắt đúng không, mình để ba con mắt nó lên trên đầu, mình tạo ngắn bài cho người khác trên ngay nè đó thôi. Bây giờ mình sẽ xào 8 nhà, mình xào hai con mắt xuống,
chập lên là nó sẽ nằm như vậy đúng không? Đó. Rồi xong mình kẹp lần thứ nhất, lá trên lá dưới, xong xào 8 nhà là xào 7 người tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chập lên. Lần thứ hai là kẹp lá trên lá dưới, tiếp lấy ngón này nè, cầm nha, ôm sát vào bài, giật cái cục bài ra, ra lá trên lá dưới. Đó, lần này nãy xào 7 rồi thì lần thứ hai sẽ xào 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chập lên. Đó, thì cái ngắn mọi người đang bẻ là nó đang nằm ở 1 phần 3 của bài. Nhưng thường thường thì người ta kinh khoảng là 40 mấy hoặc 50 mấy phần trăm bộ bài ha. Thì mình sẽ xào lên tầm khoảng đó. Đó, nó sẽ lên trên. Cho người khác người ta tiện tay để người ta bóc vô ngay cái ngắn của mình. Đây, 8 nhà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, cho mọi người coi. Đó, mọi người thấy nó đơn giản không? Theo như mình nghĩ thì chỉ có cái cách này đánh được nhiều nhà thôi. Đó, nên mọi người nào thích cái cách này thì hãy tập luyện. Còn những người nào biết rồi hay là không thích thì xem cho vui thôi ha. Nếu ai thích video này thì hãy like cái video này của mình giúp mình ha, để cho mình có động lực làm theo nhiều video khác nữa. Xin chào mọi người và hẹn mọi người lại clip tiếp theo. Tạm biệt mọi người.